xâm sảy nguyên nhân là do cái việc mà tuyến mồ hôi bị tắc nghẽn. Trẻ nhỏ thì thường vận động rất là nhiều, cường độ cao, quần áo thì dày hoặc là bỉm thì đóng chặt, mà như vậy á thì nó làm cho mồ hôi nó không có tăng tiết ra được, thì dễ dẫn đến tình trạng nó sẽ nổi cái mụn mà dưới da, mụn mụn nước dưới da, và xong sau đó da nó sẽ mẩn đỏ lên và có thể gây ngứa. Thì cái này có thể tự hết, không có để lại di chứng gì, nhưng mà nếu mà trẻ mà gãi nhiều quá gây sát dẫn đến không vệ sinh cẩn thận thì có thể dẫn đến tụ mủ. Thì đối với cái trường hợp này á, thì mình cái nguyên tắc hàng đầu của việc chăm sóc đối với trẻ bị rong sảy á, mình phải để cho da thông thoáng, thì tránh tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp, tắm thì tắm thường xuyên, mặc đồ thoáng mát, và bác sĩ rất là recommend những cái bộ quần áo mà liên quan tới cái sợi bông tự nhiên á, sợi tự nhiên ví dụ như bông vải hoặc là từ lụa vàng. Có một cái mẹo nhỏ, nếu mà trẻ bị rong sảy mình khó chịu ngứa ngáy nhiều quá thì mẹ có thể mua cái gói Navifa, cái gói mà natri bi cạc ở ngoài thị trường bán rất là rẻ, và có thể ngâm với 0,5 pha với 0,5 lít nước, một gói pha với 0,5 lít nước và cho trẻ tắm thì nó có thể bớt hơn. Nhưng mà quan trọng nhất là vẫn phải mọc thông thoáng. Còn cái bôi kem trị rôm sảy á, thì bác sĩ không có khuyến cáo. Thì nếu mà mẹ cảm thấy mà nó không bớt mà nó càng ngày nó càng nhiều hơn thì mẹ có thể mua ở ngoài thị trường có rất là nhiều loại. Và ăn quan trọng là ăn uống hợp lý và uống đủ nước, mặt tã thì mặt cũng mặt thoáng. Nhất là trong ngày hè này thì nếu mà không mặc tã, không cần nhất thiết mặc tã thì không nên mặc tã cho trẻ, thì nó sẽ tốt hơn trẻ rất là nhiều, thì nó sẽ giảm bớt cái tình trạng rôm sảy do tắc tuyến mồ hôi. Và quan trọng đặc biệt nhất rôm sảy á, nếu mà trẻ đã bị rôm sảy tắc tuyến mồ hôi rồi thì mẹ không nên dùng phấn rôm cho trẻ, vì nó như vậy nó sẽ càng làm tắc hơn cái tuyến mồ hôi của trẻ. Còn nếu như mà tình trạng nó càng nặng nề hơn, say sát tụ mủ không cẩn thận thì nên đưa đến cái bác sĩ gần nhất hoặc là trung tâm y tế để khám tâm cho trẻ, tránh để lâu tình trạng này.